Một đám cháy lớn đã xảy ra vào khoảng 20 giờ đêm ngày 14 tháng 2 tại kho thiết bị bảo hộ lao động nằm trong Tổng cục Hậu cần ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hàng chục xe cứu hỏa cùng với nhiều xe cứu thương đã được huy động đến hiện trường để nỗ lực dập tắt đám cháy. Khu vực cháy thuộc dãy nhà kho được Tổng cục Hậu cần cho thuê. Toàn bộ kho hàng được chia làm 3 gian với diện tích hơn 1.000 m2. Khu vực cháy xảy ra ở gian giữa với diện tích khoảng hơn 300 m2. Theo ghi nhận, kho này là chứa thiết bị bảo hộ lao động. Rất may trong lúc xảy ra cháy, không có người ở trong kho. Anh khẳng định là kho bên anh thì chắc chắn là không có cái gì gây ra lửa cả. Bởi vì là ổ điện của anh nó ngay sau cái cửa này mà về thì người ta đóng rồi. Và phát hiện cháy lúc 8 giờ kém 10, tức là 19 giờ 50. Bây giờ tạm thời thì đang phòng cháy chữa cháy đang cứu thì trước mắt là không có thiệt hại về người, nhưng về tài sản thì các nhà đang được nhiều. Do nằm ở sâu trong ngõ 199 nên lực lượng cứu hỏa đã phải đẩy nước từ bên ngoài đường Minh Khai vào bên trong khu vực cháy. Cùng với lực lượng chữa cháy của phường Minh Khai và quận Hai Bà Trưng, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Công an thành phố Hà Nội đã điều 10 xe cứu hỏa thuộc phòng số 1, số 2, số 7 và số 8, cùng với hàng chục các chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải tiếp cận bằng hai hướng, một hướng trực diện trong ngõ 199 Minh Khai, một hướng từ ngõ 195 phía tiếp giáp với nhà dân. Khuôn viên cũng không gian cũng rất là chật hẹp. Cái thứ hai là cái vật chất thì là những cái thứ mà rất là dễ cháy bằng nhựa cũng như bằng cao su. Cái thứ ba nữa là trong cái quá trình đó thì cái việc là sắp xếp của các cái loại tư này là ở trên những cái khung sắt chúng tôi bơm nước vào thì là cái nước nó không đọng lại được ở trên những cái loại hàng hóa dễ cháy đó mà nó tuột luôn xuống dưới sàn. Do vậy là cái khống chế đám cháy được ngay thì nó cũng rất là khó khăn. Đến 22 giờ, lực lượng chữa cháy gồm hàng chục các cảnh sát chữa cháy đã tiếp cận và phá được các tấm tôn bao quanh kho chứa. Đám cháy đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn, khu vực xảy ra cháy đã bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được cho là do chập điện.